Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi quý mão 1963 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1. Tổng quan về tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng năm 2022 nhâm dần. Nữ mạng năm 1963 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức mèo qua rừng. Mệnh Kim Kim Bạch Kim nghĩa là vàng bạch kim. Mệnh Kim gặp năm 2022 mệnh Kim Bạch Kim, bình thường. Địa chi Mão gặp dần, bình thường. Thiên can Quý gặp nhâm, bình thường sao chiếu mệnh, sao la hầu, hung tinh, chủ về hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Vận hạn, hạn diêm vương, có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu át khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Vận niên, hổ nhập nội. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai tuổi Kim Lâu năm 2022, Phạm Kim Lâu Kim Lâu Tử. Hạn Hoang Ốc năm 2022, Phạm Hoang Ốc Lục Hoang Ốc năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. 2. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi quý mão 1963 nữ mạng. Sao La Hầu hay còn gọi là khẩu thiệt tinh là một trong chín cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch, bạc bài, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực muộn phiền. Sâu chuỗi lại vấn đề ta thấy rằng năm gặp sao La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng người gặp hàn diêm vương sẽ có tài lộc gia đình hạnh phúc vẹn toàn thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hàn diêm vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát diêm vương rất kỵ đàn bà rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong theo ý tứ của hai câu thơ trên hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng, về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi quý mão 1963 nữ mạng. Hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn. Trong năm nay bản mệnh kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn, nhưng về sau gặp dịp may mắn phát tài. Trong năm nay, bản mệnh không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha, làm phúc giúp người khác. Trong nhà có việc lo cho con cháu, ngoài ra bản mệnh hay bị hiểu lầm khó thanh minh giải thích. Năm tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm Thái Tuế. Cụ thể Tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tị năm 2022, tuổi tị phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân Phạm Sung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi Phạm Phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng không phạm hạn Thái Tuế. 6. Tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn Tam tai không? Hạn Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. Bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi. Gia chủ tuổi quý mão, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi, quý tỵ, giáp ngọ, ất mùi, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, đinh tỵ, mậu ngọ, kỷ mùi. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý mão 1963 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi quý mão 1963 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà hạn kim lâu có bốn dạng đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bạn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý mão 1963 nữ mạng là 60 tuổi phạm tuổi kim lâu kim lâu tử. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà, kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cắt hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tư tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý mão 1963 nữ mạng là 60 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc lục hoang ốc. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.